Vụ hai cháu bé gái bị tông chết nhưng không bị khởi tố gây sóng gió trong dư luận, buộc cơ quan điều tra tỉnh Bình Dương phải vào cuộc, kết quả là hủy quyết định trước đây và khởi tố vụ án. Ngày 19 tháng 1, chị Lê Thị Kim Chung, 31 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã nhận được quyết định giải quyết khiếu nại của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương liên quan đến việc cơ quan điều tra thị xã Dĩ An không khởi tố vụ xe khách tông chết hai con gái của chị. Theo đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương yêu cầu Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Dĩ An hủy quyết định không khởi tố vụ án của Công an thị xã Dĩ An và tiến hành khởi tố vụ án hình sự vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Không có bằng lái còn cầu thả. Chiều ngày 19 tháng 1, ông Võ Văn Rơi, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Dĩ An xác nhận với phóng viên báo Người Lao Động đã khởi tố vụ án theo yêu cầu của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương, điểm mấu chốt của vụ việc là trước khi xảy ra tai nạn, tài xế xe khách Nguyễn Thái Dương, 38 tuổi, ngụ ở tỉnh Hậu Giang đã phát hiện hệ thống phanh chính của xe có dấu hiệu không bình thường, có thể gây nguy hiểm cho xã hội, nhưng do cẩu thả nên Dương không dừng lại kiểm tra sửa chữa. Tài xế tiếp tục cho xe lưu thông dẫn đến hệ thống phanh chính mất hiệu lực và tông liên hoàn vào hàng loạt xe máy và ô tô chiều ngày 13 tháng 2 năm 2017. Mặt khác, khi lái xe qua khu vực đông dân cư, tài xế cũng không giảm tốc độ. Dương chỉ có giấy phép lái xe ô tô hạng B2, chỉ được lái xe 9 chỗ ngồi trở xuống, nhưng đã làm giả giấy phép lái xe hạng D, được phép điều khiển xe khách 29 chỗ. Do vậy, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương cho rằng tài xế xe khách không đủ năng lực và kinh nghiệm để xử lý, khắc phục sự cố dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng. Hành vi của tài xế Nguyễn Thái Dương có dấu hiệu của tội vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, quy định tại Điều 202 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Vì sao lúc trước không khởi tố? Như vậy, sau gần một năm xảy ra tai nạn chết người và sau khi gia đình nạn nhân khiếu nại nhiều lần, báo chí lên tiếng thì cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương mới tiếp thu yêu cầu khởi tố vụ án. Trước đó, Công an thị xã Dĩ An cho rằng tai nạn xảy ra do mất phanh dẫn đến việc tài xế không giảm được tốc độ xe là nguyên nhân khách quan. Việc tài xế chưa có bằng lái xe 29 chỗ mà vẫn điều khiển xe không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn nên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Kết luận trên và sau đó là ý kiến đồng tình của Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Dĩ An đã vấp phải phản hồi của không chỉ gia đình nạn nhân mà còn gây bức xúc trong dư luận. Ngày 19 tháng 1, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định rút vụ án lên cấp tỉnh trực tiếp điều tra về việc một số người dân nghi ngờ công an cấp dưới không khởi tố là do muốn bao che, vì lãnh đạo này nói việc bao che chắc là không có đâu, tôi nghĩ là do nhận thức pháp luật, nhìn nhận đánh giá vụ án chưa rõ. Lãnh đạo Công an tỉnh hứa sẽ trả lời chính xác đầy đủ cho báo chí sau khi làm xong những điều cơ bản về vụ án. Theo luật sư Nguyễn Văn Tiến, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, trong vụ án này, cơ quan điều tra của thị xã Dĩ An đã có sai sót trong nhận thức. Đối với những vụ án tai nạn giao thông, cơ quan điều tra chỉ khởi tố khi tìm thấy lỗi. Ở vụ này, công an thị xã Dĩ An đã không tìm ra tài xế xe khách phạm lỗi hỗn hợp. Việc tài xế không có bằng lái là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Do không bằng lái nên không biết các thông số an toàn, không có kinh nghiệm kiểm tra, đánh giá xe trước và trong khi lái, không đủ trình độ xử lý tình huống dẫn đến hậu quả đau lòng. Qua vụ án này, luật sư Tiến khuyến cáo những người không có bằng lái xe đúng chuẩn thì nhất quyết không được liều lĩnh lái xe. Tài xế chưa một lời xin lỗi. Chị Lê Thị Kim Chung cho biết vụ việc đã xảy ra gần một năm nhưng tài xế vẫn chưa gặp gia đình chị để nói một lời xin lỗi. Về phía chủ xe cũng chỉ mới gửi cho gia đình 5 triệu đồng tiền hỗ trợ. Như đã thông tin, chiều ngày 13 tháng 2 năm 2017, chị Chung chở hai con là Nguyễn Thị Ngọc Lan, 10 tuổi và Nguyễn Thị Thanh Nga, 2 tuổi, đi trên đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn qua phường Tân Bình, thị xã Dĩ An. Khi xe đang dừng đèn đỏ tại ngã tư, xe khách do tài xế Nguyễn Dương điều khiển từ phía sau tông vào hai ô tô rồi tiếp tục tông vào xe của chị Chung cùng ba xe máy khác. Chiếc xe 29 chỗ này chỉ dừng lại khi tông vào một trụ đèn và bị kẹt vào rãnh cống thoát nước bên đường. Hậu quả của vụ tai nạn làm hai con của chị Chung chết tại chỗ, chị Chung bị thương tật 53%, một phụ nữ khác bị thương tật 50%, một số khác bị thương và các xe bị hỏng với tổng giá trị hơn 82 triệu đồng.
cầu, người dân nghe tiếng động mạnh rồi phát hiện cầu Long Biên, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh đổ sập. Ngay sau đó, xe tải cũng lọt xuống dòng nước nhưng không thấy tài xế bơi vào bờ. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ ngày 19 tháng 1, một xe tải chở đá chạy trên đường Lê Văn Lương hướng từ xã Phước Kiển về xã Nhân Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Khi xe tải qua cầu, người dân nghe tiếng động mạnh rồi phát hiện cầu Long Biên, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh đổ sập. Ngay sau đó, xe tải cũng lọt thỏm xuống dòng nước. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, xe cứu thương cũng được huy động đến hiện trường ứng cứu. Cầu Long Kiển có chiều dài hơn 105 m, rộng 3 m và sử dụng cho các loại xe dưới 3,5 tấn. Thông tin ban đầu, khi cầu sập, xe tải lọt sông thì không thấy tài xế bơi vào bờ. Ngoài ra, cũng theo thông tin ban đầu, còn có người và một xe máy lọt xuống sông. Đến gần 23 giờ cùng ngày 19 tháng 1, hiện trường vụ sập cầu vẫn đang được phong tỏa nghiêm ngặt. Các thợ lặn cũng đã triển khai công tác cứu hộ dưới lòng sông. Hiện trường vụ sập cầu khiến ô tô xe máy rơi xuống sông tại Sài Gòn. Nhịp cầu Long Kiển ở thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bị sập, khiến nhiều phương tiện rơi xuống sông. Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm cứu nạn ngay trong đêm. Nhiều người dân xung quanh cầu Long Kiển thấy một chiếc xe trọng tải lớn cố gắng qua cầu và khiến cây cầu đổ sập, cuốn nhiều xe máy xuống sông, họ hốt hoảng chạy tán loạn. Khoảng 21 giờ 40 ngày 19 tháng 1, chiếc xe tải chạy qua cầu Long Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, theo hướng thành phố Hồ Chí Minh Long An, bất ngờ cây cầu sắt sập. Tai nạn làm ô tô và xe máy rơi xuống lòng sông bên dưới, cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Ngay trong đêm, nhiều đơn vị cứu hộ đã đến hiện trường để triển khai cứu nạn. Lực lượng chức năng huy động người nhái để tìm kiếm nạn nhân gặp nạn dưới lòng sông. Tai nạn khiến hàng trăm người dân địa phương tụ tập theo dõi. Dự án xây dựng mới cầu Long Kiển, huyện Nhà Bè đã có chủ trương xây dựng và phê duyệt từ năm 2001. Đến nay, dự án vẫn chưa khởi công xây dựng. Cây cầu bị sập cách trung tâm Sài Gòn khoảng 10 km. Dự án xây dựng cầu mới qua nhiều lần trì hoãn do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã dùng loa thông báo người dân về nhà nghỉ ngơi để cơ quan chức năng làm việc. Rạng sáng ngày 20 tháng 1, xe cứu thương được huy động trong khi người nhái lặn tìm nạn nhân vụ sập cầu. Hiện trên trục đường Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè có 4 cây cầu sắt yếu nằm trong kế hoạch xây mới là rạch đĩa, Long Kiển, rạch tôm, rạch rơi. Sở Giao thông Vận tải đã có phương án thi công đồng bộ cả 4 cây cầu để đảm bảo an toàn giao thông nối thành phố Hồ Chí Minh với phía đông các tỉnh Long An, Tiền Giang. Tuy nhiên, khi chưa thực hiện thì tai nạn xảy ra tại cầu Long Kiển. Chạy xe vào bụng bên không bật xi nhan có bị cảnh sát giao thông thổi phạt. Nhiều người tham gia giao thông thắc mắc khi qua vòng xuyến bụng bên phải bật xi nhan thế nào thì mới đúng luật và việc bật xi nhan đi qua vòng xuyến có bắt buộc hay không. Cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức lên tiếng về việc này. Nhiều người cho rằng khi đi vào nơi có vòng xuyến thì tất cả các phương tiện đều đã đi chậm và chỉ di chuyển theo một vòng nhất định, nên việc bật xi nhan chỉ là hình thức, thích thì bật, không thích cũng chẳng sao. Vậy có quy định gì liên quan đến việc bật xi nhan khi vào vòng xuyến? Và nếu không bật xi nhan ở vòng xuyến thì cảnh sát giao thông có thổi phạt không? Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt BC67 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, điều khiển xe đi vào vòng xuyến hay còn gọi là vòng xoay bụng bên phải có tín hiệu báo hướng rẽ phù hợp với hướng lưu thông của mình theo nguyên tắc vào trái ra phải, bởi vì vòng xuyến là giao lộ cùng mức của nhiều tuyến đường. Trong trường hợp đi vào vòng xuyến mà không mở đèn tín hiệu báo hướng rẽ thì sẽ bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt như sau. Điểm C khoảng 3 điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt người điều khiển xe ô tô 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với hành vi vi phạm chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ, trừ trường hợp điều khiển xe đi theo hướng cong của đoạn đường bộ ở nơi đường không giao nhau cùng mức. Điểm A khoảng 4 điều 6 Nghị định 46/2016/NĐ-CP
quy định xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với hành vi vi phạm chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ, trừ trường hợp điều khiển xe đi theo hướng cong của đoạn đường bộ nơi có đường không giao nhau cùng mức. Ngoài ra, có 4 trường hợp bắt buộc phải bật xi nhan là chuyển làn đường, rẽ trái, phải, quay đầu, vượt xe khác và cho xe di chuyển từ vị trí đổ hoặc chạy xe vào sát vỉa hè để dừng, đổ.